Hoàng Anh Gia Lai là một đội bóng đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Bởi dù không có được thành tích tốt, mùa nào cũng nằm trong nhóm trụ hạng. Nhưng mỗi trận đấu có Hoàng Anh Gia Lai thi đấu, người hâm mộ lại hồi hộp chờ đợi. Và V-League 2019 vẫn là câu chuyện quen thuộc. Sau 12 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai đang tạm đứng thứ 8, một vị trí có thể nói là chấp nhận được so với những khó khăn về lực lượng cũng như so với chính họ trong 4 mùa giải đã qua. Khởi đầu với việc hai ngôi sao lớn tại phố núi là Xuân Trường và Công Phượng bất ngờ được tạo cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Ngoài ra là số trụ cột gặp chấn thương như Văn Thanh hay A Hoàng. Tất cả khiến cho những tính toán về nhân sự của huấn luyện viên Dương Minh Ninh bị phá sản. Hiện giờ chúng tôi cũng còn rất nhiều cái vị trí. Phải có còn Minh Vương, còn Trị Việt Hưng, còn Trong Một Quang, còn Tuấn Anh, thậm chí Phan Thanh Hậu, rồi có Trần Thanh Sơn cũng rất tốt. Và sau vòng 6, đến lượt chính huấn luyện viên Dương Minh Ninh xin từ chức sau khi chỉ giúp đội bóng có được 2 chiến thắng. Và thay thế ông trên băng ghế huấn luyện là giám đốc kỹ thuật Lee Tae Hoon. Và chính sự có mặt của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mang lại những thay đổi đáng kể cho Hoàng Anh Gia Lai, trong đó đặc biệt là sự cải thiện hệ thống phòng ngự. Tôi có một kế hoạch rõ ràng cho Hoàng Anh Gia Lai, sẽ hơi khó để giải thích chi tiết, nhưng nói một cách đơn giản là tôi muốn toàn đội cải thiện và tiến bộ, từ tốc độ chơi bóng, tốc độ kiểm soát bóng và cả thời gian bóng lăn. Nói thì dễ, nhưng nó yêu cầu sự cân bằng trong đội hình, trong cả tấn công và phòng ngự. Và khi các cầu thủ làm được điều đó, Hoàng Anh Gia Lai sẽ thay đổi. Huấn luyện viên Lee là một người tài năng, huấn luyện viên cũng cố gắng thay đổi một chút ít thôi chứ chưa có cái gì lớn và em nghĩ là ông sẽ mang tới những mới mẻ hơn cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai đã và đang trải qua một trong những mùa giải đầy biến động, nhưng trong bức tranh ảm đạm đó vẫn có những gam màu sáng, thậm chí là rực rỡ. Đó là sự trưởng thành vượt bậc của Văn Toàn trong bối cảnh phải căng đáng hàng công. Là Tuấn Anh với sự trở lại đầy ngọt ngào sau những ngày tháng chiến đấu cùng với chấn thương. Tuấn Anh thì mất một thời gian rất là dài để phục hồi chấn thương. Và qua những vòng đầu thì Tuấn Anh dần dần lấy lại cảm giác. Tuấn Anh đã gần như 100% cái phong độ của mình ạ. Người hâm mộ từng ấn tượng với Hoàng Anh Gia Lai thuở ban đầu với lối chơi đẹp mắt. Nhưng rồi cũng sớm nhận ra rằng cái đẹp ấy không phù hợp với môi trường V-League. Và đơn giản, cái gì không phù hợp sẽ bị đào thải. Hoàng Anh Gia Lai giờ chơi thực dụng và cũng thực tế, chắc chắn và khó bị đánh bại hơn. Và bởi thế mà phần còn lại của V-League 2019 của Hoàng Anh Gia Lai sẽ rất đáng chờ đợi. Những bước chân dù chưa thật sự vững vàng, nhưng luôn mang đến sự phấn khích trong mỗi pha chạm bóng. Thật ra tại do Trường và Phượng cũng đi, thế hầu như còn mỗi em là có kinh nghiệm nhiều hơn và được mọi người tin tưởng thì em cũng cảm thấy rất vui và em nghĩ mình cũng cần phải đóng góp nhiều hơn nữa cho đội và em sẽ cố gắng thay đổi nhiều hơn nữa vì đội. Ở Hoàng Anh Gia Lai hiện tại, khi Xuân Trường và Công Phượng ra nước ngoài thi đấu, thì Tuấn Anh và Văn Toàn là những ngôi sao sáng và được cổ động viên yêu mến nhất. Nhưng với Tuấn Anh, sự quý mến còn đến từ chính những đối thủ của anh, những người ngưỡng mộ tài năng, tính cách và ý chí của chàng nhô. Và đó là một trong những lý do giúp anh vẫn đứng vững trên sân cỏ cho đến thời điểm này, dù Tuấn Anh không phải đang ở trong trạng thái tốt nhất. Tuấn Anh mới chỉ vừa trở lại sau chấn thương và chúng tôi cần đặc biệt chú ý quan tâm đến cậu ấy. Tuấn Anh bây giờ chưa phải ở trong trạng thái tốt nhất nhưng vẫn luôn là một cầu thủ rất quan trọng của Hoàng Anh Gia Lai. Sau những lần đấy thì mình sẽ chú ý hơn. Nhưng mà để ám ảnh thì em nghĩ cũng không, tại vì nghĩ thời gian sẽ giúp mình dần dần quen dần với nhịp độ và môi trường hơn. Thì em nghĩ dần dần mình cũng cái cảm giác cũ nó sẽ phai đi. Có thể Tuấn Anh trong mùa giải 2019, dấu ấn về chuyên môn và đóng góp trong lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai vẫn đâu đó còn chút hạn chế. Nhưng về phương diện tinh thần,
sự xuất hiện của Nhô nơi tuyến giữa luôn mang lại sự an tâm cho các đồng đội cũng như người hâm mộ đội bóng phố núi. Nhưng với anh thì chỉ riêng việc được đứng trên sân cỏ và chơi bóng đã là một hạnh phúc rất lớn. Em nghĩ cầu thủ ai cũng vậy thôi, kiểu nếu họ giữ cái sự nhiệt huyết của mình thì em nghĩ mọi khó khăn họ đều có thể vượt qua được. Và khi gặp khó khăn thì chúng ta chỉ biết nên chấp nhận cái khó khăn đấy và thời gian sẽ giúp mình vượt qua thôi. Chứ em cũng không nghĩ là mình phi thường hay người khác gì cả, mà em chỉ đơn giản là em muốn chơi bóng thôi. V-League 2019 hứa hẹn sẽ là một mùa giải bản lề cho Hoàng Anh Gia Lai. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lee Tae-hoon, đội chủ sân Pleiku không còn là một đội bóng dễ đánh bại. Sự chắc chắn được xây dựng từ hàng phòng ngự là kim chỉ nam cho lối chơi. Và điều đó được thể hiện qua số bàn thua giảm đáng kể dưới thời huấn luyện viên người Hàn Quốc. Mục tiêu của tôi không chỉ là giành chiến thắng trong một trận đấu. Điều quan trọng nhất như tôi vẫn nói với các cầu thủ là tôi muốn đội bóng hoàn thiện qua từng ngày, qua từng trận đấu. Vì thế mà nếu có cơ hội, tôi sẽ tạo điều kiện cho tối đa số cầu thủ được thi đấu và sự tiến bộ cũng cần có thời gian. Bên cạnh đó là sức mạnh hàng công cũng dần hoàn thiện khi Trevor Watts đang dần chứng tỏ anh là mảnh ghép còn thiếu của đội bóng phố núi. Khả năng ghi bàn đa dạng cũng như sự thích nghi và hòa nhập nhanh với lối chơi của toàn đội giúp Chevy tạo ra sự khác biệt so với những loại bình khác từng khoác áo Hoàng Gia Lai trong những mùa đã qua. Không chỉ có Văn Toàn hay Che Van Wass mà tôi muốn các cầu thủ khác trong đội phải đạt được sự tự tin như vậy khi chơi bóng. Họ đều là những cầu thủ tốt, nhưng có lẽ do thường xuyên phải nhận kết quả không tốt khiến họ đánh mất đi niềm tin vào bản thân mình. Thế thi đấu tại V-League thật tốt, bạn cần phải nắm bắt tốt những thời điểm quan trọng, bởi nó là chìa khóa mở ra chiến thắng. Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn sẽ không thay đổi nhân sự sau giai đoạn lượt đi, bởi họ đang có được sự ổn định trong đội hình và lực lượng. Sự trở lại của loạt trụ cột sau chấn thương như Văn Thanh, Kỳ Bông Jin, A Hoàng hay Hoàng Lâm hứa hẹn sẽ mang lại sức mạnh tối đa cho đội bóng. Hoàng Anh Gia Lai là một đội bóng đặc biệt. Nhưng có lẽ đặc biệt đến mấy cũng cần phải có thành tích. Và nếu không phải bây giờ thì là bao giờ?